Thị trấn Ngọc Lặc được thành lập ngày 3 tháng 6 năm 1988 theo quyết định số 99 HDBT của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Hà Trung, Ngọc Lặc, Thường Xuân và Triệu Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, thị trấn Ngọc Lặc là hạt nhân của đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa, đã có cơ hội hơn để giao lưu phát triển với các khu vực kinh tế trong vùng, đặc biệt là với thành phố Thanh Hóa, khu kinh tế Nghi Sơn, vùng thủ đô Hà Nội và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong quá trình xây dựng và phát triển, đến nay thị trấn Ngọc Lặc và khu vực dự kiến mở rộng đã hội tụ đầy đủ các tiêu chí để đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4 trực thuộc tỉnh. Việc công nhận thị trấn Ngọc Lặc và khu vực dự kiến mở rộng là đô thị loại 4 là yêu cầu khách quan đánh giá đúng vị thế thực tiễn phát triển của thị trấn Ngọc Lặc và khu vực dự kiến mở rộng nói riêng và của huyện Ngọc Lặc nói chung, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trấn Ngọc Lặc, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân, quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh hơn nữa, xứng tầm vào vị thế trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, tạo động lực lớn tác động đến sự phát triển vùng miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, tạo đà tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, phát huy những yếu tố tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Ngọc Lặc mở rộng, đồng thời tạo cơ sở tiền đề để tiếp tục đầu tư xây dựng đô thị. Thị trấn Ngọc Lặc có vị trí tại trung tâm huyện Ngọc Lặc. Đây là địa bàn tiếp giáp giữa miền núi phía Tây và miền đồng bằng của tỉnh Thanh Hóa, có giao điểm của hai tuyến đường là đường Hồ Chí Minh và đường quốc lộ 15A, đi các cửa khẩu Nam Mèo, Tén Tần, Sổm Vằn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cách thành phố Thanh Hóa 76 km, thành phố Hà Nội 160 km, khu kinh tế Nghi Sơn 100 km, cách cảng hàng không Thọ Xuân khoảng 40 km và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 90 km. Thị trấn Ngọc Lặc là vùng đất địa nhân văn với sự quần cư của ba dân tộc anh em, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm trên 50%. Trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống nhà Minh xâm lược, hang Bàn Bù là một trấn ải quan trọng chống quân Minh tấn công vào trung tâm của cuộc khởi nghĩa. Hang Bàn Bù, một hang động kỳ vĩ ẩn mình trong dãy núi than, được thiên nhiên ưu đãi cho những cảnh đẹp huyền bí, với chiều dài của hang trên 6 km, với một cửa vào và hai cửa ra. Trong lòng hang có nhiều động đẹp, huyền ảo như ruộng vua, ao vua, hang Bụt, thác Bạc, thác Vàng, động tiên, cung cấm. Khu vực hang Bàn Bù còn là nơi có nguồn nước tinh khiết, có trữ lượng nước sinh hoạt dồi dào, có cảnh quan kỳ thú, có thể đáp ứng cho việc nghiên cứu và tham quan du lịch tại khu vực. Hang Bàn Bù đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa danh thắng, phê duyệt chủ trương lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh và quyết định cho phép tôn tạo chùa Nán. Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2016, Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì, phó trụ trì và khánh thành thiền tự Trúc Lâm Bàn Bù hay là chùa Nán. Bằng sự phấn đấu, nỗ lực đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nền kinh tế tiếp tục phát triển khá và có sự dịch chuyển đúng hướng. Đời sống vật chất, tinh thần, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 37,72 triệu Việt Nam đồng trên người, tương đương với 1.695 đô la Mỹ trên một người, bằng 0,8 lần so với cả nước. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản theo mục tiêu đề ra. Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất. Tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc mở rộng năm 2013 là 15,10%, năm 2014 là 16,60% và năm 2015 là 18,5%. Do đó, tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm 2013-2014-2015 là 16,73%. Tỷ lệ hộ nghèo toàn thị trấn Ngọc Lặc mở rộng năm 2015 là 7,01%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo khu vực dân cư tập trung là 3,50%. Tỷ lệ tăng dân số năm 2015 là 4,442%, trong đó tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,08%. Hoạt động thương mại dịch vụ phát triển khá, hàng hóa phong phú đa dạng, chất lượng đảm bảo, giá các mặt hàng cơ bản bình ổn.
Hiện tại, trên địa bàn thị trấn có 3 chợ là chợ Phố Cống, chợ Phố 1 và chợ Ngọc Khê, một trung tâm thương mại miền Tây. Song song với đó là hệ thống các cửa hàng tạp hóa, siêu thị nhỏ, các cửa hàng tự chọn. Trên địa bàn thị trấn hiện nay đã có khách sạn và các chuỗi nhà nghỉ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu dịch vụ, phục vụ khách đến tham quan, các thương nhân đến làm kinh tế. Cùng với những thành tựu trên lĩnh vực phát triển kinh tế hạ tầng xã hội, sự nghiệp giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa thông tin, thể dục thể thao của thị trấn đều đạt những thành tích đáng khích lệ. Trong năm 2015, thị trấn đã thi công hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị trên toàn địa bàn, quản lý công tác vận hành hệ thống đèn chiếu sáng, đèn LED, cổng chào và cụm đèn tín hiệu giao thông, quản lý chăm sóc cây trên các tuyến đường, vườn hoa, đảo giao thông trên địa bàn. Các khu dân cư đô thị mới liên tục mọc lên, với các tiện ích về sinh hoạt, công viên, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu thể thao, khu hành chính, văn phòng, đáp ứng nhu cầu ở cũng như sinh hoạt ngày càng cao của nhân dân thị trấn. Trong những năm qua, nhu cầu phát triển nhà ở của thị trấn Ngọc Lặc tăng cao, cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập của người dân đã được cải thiện. Diện tích sàn nhà ở bình quân là 26,51m² sàn trên một người. Tỷ lệ nhà kiên cố, khá kiên cố, bán kiên cố là 96,52%. Chất lượng giáo dục đã có những chuyển biến tích cực, số học sinh tốt nghiệp và học sinh giỏi ngày càng tăng về số lượng và chuẩn hóa về chất lượng. Hiện nay, trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc mở rộng có 5 cơ sở là trường trung cấp nghề, trường lái, trường dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông, trường văn hóa tập trung, cùng đầy đủ các cấp học, bậc học từ trung học cơ sở, tiểu học, mẫu giáo, mầm non. Thị trấn Ngọc Lặc là trung tâm của huyện, tập trung hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh của tỉnh, của huyện. Do đó, hệ thống y tế đã được đầu tư từng bước, đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường, đội ngũ cán bộ được đào tạo, nâng cao kiến thức, phát huy nghề nghiệp, có tâm huyết và trách nhiệm với người dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân. Hiện nay, trên địa bàn có một bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc đạt hạng 3 với quy mô 500 giường bệnh, khám chữa bệnh cho nhân dân vùng miền núi phía Tây của tỉnh, các huyện lân cận và nước bạn Lào anh em. Một trung tâm y tế, 2 phòng khám đa khoa tư nhân và 1 chi nhánh dược. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được các ngành các cấp quan tâm triển khai thực hiện như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tập trung triển khai đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ, dân phố văn hóa năm 2015. Phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên có sự chuyển biến về lượng và chất. Các câu lạc bộ võ thuật, dưỡng sinh, thể dục buổi sáng hoạt động đều đặn. Hệ thống các công trình văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc mở rộng đã được quan tâm đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt thể dục thể thao của cư dân đô thị. Với vị trí trung lộ trên tuyến giao thông huyết mạch, thị trấn Ngọc Lặc có hệ thống giao thông khá đồng bộ, từ đường bộ tới đường hàng không. Tỷ lệ đất giao thông khu nội thị so với đất xây dựng trong khu vực nội thị là 13,37%. Diện tích đất giao thông trên dân số khu vực nội thị là 20m² trên người. Từ hệ thống đường giao thông đô thị cho tới mạng lưới đường giao thông đều phát triển mạnh mẽ. Về bến bãi đỗ xe, về cơ bản, các công trình đầu mối giao thông của thị trấn Ngọc Lặc mở rộng với một bến xe Ngọc Lặc và nhiều bãi đỗ xe đã đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Bên cạnh đó, các tuyến xe buýt liên huyện đi qua địa bàn đã góp phần đưa tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng đạt 5%. Một lợi thế lớn về hạ tầng giao thông của thị trấn Ngọc Lặc đó là giao thông hàng không với khả năng tiếp cận nhanh với sân bay Thọ Xuân. Khoảng cách từ sân bay đến trung tâm thị trấn gần 40 km với thời lượng di chuyển khoảng 45 phút. Đây là một lợi thế vô cùng lớn đối với thị trấn Ngọc Lặc. Hệ thống cấp nước thị trấn Ngọc Lặc được hình thành từ năm 2012 với một trạm cấp nước chính với tổng công suất thiết kế là 1.200 m3 trên ngày đêm. Công suất khai thác đạt 900 đến 1.000 m3 trên ngày đêm. Thị trấn xây dựng mạng đường ống cấp nước với tổng chiều dài khoảng 42 km, kể cả đường ống chính và các nhánh rẽ, cung cấp cho khoảng trên 90% nhu cầu của người dân thị trấn. Ngoài ra còn cung cấp nước cho một số xã như xã Ngọc Khê, Thúy Sơn, Minh Sơn. Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc mở rộng trong thời gian qua được quan tâm chỉ đạo. Hiện nay thị trấn đã có một đơn vị vệ sinh môi trường trực thuộc Ban Quản lý các công trình công cộng huyện,
giải quyết thu gom rác thải tương đối tốt. Đường phố sạch sẽ, không có hiện tượng chất thải rắn đổ đống nhiều ngày. Rác sinh hoạt được thu dọn và chuyển về bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại khu vực xã Minh Tiến. Bãi chôn lấp này đã được tính toán quy hoạch để chôn lấp đến năm 2020 với công suất 150 tấn rác trên một ngày. Về hệ thống cấp điện, hiện nay thị trấn Ngọc Lặc mở rộng được cấp điện từ lưới điện 35 kV khu vực huyện Ngọc Lặc. Toàn bộ các tuyến trung thế và hạ thế tại đây được đi nổi. Các trạm hạ thế có công suất từ 100 kV-ampe đến 320 kV-ampe được xây hoặc treo. Nhìn chung, công suất cấp điện đủ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn. Đáng chú ý là trên địa bàn còn có tuyến điện truyền tải 500 kV và 110 kV quốc gia đi qua. Hầu hết các tuyến đường trục chính đã được đầu tư chiếu sáng đầy đủ, đạt 91,54%. Các tuyến đường ngõ hẻm cũng đã được đầu tư chiếu sáng, tỷ lệ chiếu sáng ngõ hẻm đạt gần 80%. Hiện nay, thị trấn Ngọc Lặc là hạt nhân của đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa, đã có cơ hội hơn để giao lưu phát triển với các khu vực kinh tế trong vùng, đặc biệt là với thành phố Thanh Hóa, khu kinh tế Nghi Sơn, vùng thủ đô Hà Nội và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trục giao thông Hà Nội Hòa Bình miền Tây Thanh Hóa đã được rút ngắn còn 160 km. Nhận thức được xu thế phát triển mới của đô thị Ngọc Lặc, Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất chỉ đạo công tác xây dựng phát triển đô thị nhiệm kỳ 2016-2020 là tích cực thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khai thác tiềm năng thế mạnh, phát huy mọi nguồn lực để phát triển công nghiệp dịch vụ với tốc độ tăng trưởng cao bền vững. Và chính phủ đã cho phép đầu tư xây dựng khu công nghiệp 150 ha tại huyện. Nông nghiệp và nông thôn phát triển vững chắc, đẩy nhanh tốc độ xây dựng, chỉnh trang phát triển đô thị theo hướng hiện đại, không ngừng nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa, xã hội, giữ vững và tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển thành đô thị công nghiệp hiện đại, là hạt nhân vùng kinh tế động lực phía Tây của tỉnh. Đây cũng là mũi nhọn mà chính quyền đô thị Ngọc Lặc đã xác định, lựa chọn để đưa vào nghị quyết nhằm tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế xã hội những năm vừa qua. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trấn Ngọc Lặc, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân, quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh hơn nữa, xứng tầm và vị thế trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời tạo động lực tác động lớn đến sự phát triển vùng miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa. Việc công nhận thị trấn Ngọc Lặc mở rộng là đô thị loại 4 là việc đánh giá đúng vị thế, thực tiễn phát triển thị trấn Ngọc Lặc mở rộng nói riêng và của huyện Ngọc Lặc nói chung, có cơ hội nhanh và phát triển toàn diện hơn, tạo đà tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, phát huy những yếu tố tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Ngọc Lặc mở rộng. Căn cứ các quy định tại Nghị quyết số 1210-2016 UBTVQH13, 5 tiêu chí phân loại đô thị của thị trấn Ngọc Lặc mở rộng đều đạt mức tối thiểu trở lên. Tổng số điểm của các tiêu chí đạt 87,34 điểm, khung điểm quy định là từ 75 đến 100 điểm. Vì vậy, thị trấn Ngọc Lặc mở rộng đủ điều kiện cần thiết để xét công nhận là đô thị loại 4. Tôi là công dân thị trấn từ năm 88 đến nay. Sau 30 năm hình thành và phát triển, với sự quan tâm của tỉnh, của trung ương và đặc biệt là sự nỗ lực của nhân dân thị trấn phấn đấu gần 30 năm, nay là được trung ương quan tâm để công nhận đô thị loại 4, thì người dân rất phấn khởi, đáp ứng được sự mong mỏi của nhân dân bấy lâu nay. Được công nhận đô thị loại 4, về đầu tư cơ sở nâng cấp hạ tầng được phát triển, kéo theo là kinh tế phát triển, người dân về thu nhập là nâng cao. Được đầu tư nâng cấp đô thị về kinh tế thì thu hút được các nhà đầu tư đến làm ăn, thì từ đó là về giao lưu vùng miền ăn sẻ khác với cái thời là thị trấn Ngọc Lặc, nhân dân sống trong một cái môi trường đô thị văn minh, mọi người đều phấn khởi. Và sự thật tới đây thị trấn Ngọc Lặc sẽ được công nhận đô thị loại 4, chúng tôi là người dân, chúng tôi rất phấn khởi và tự hào mình là người dân đô thị. Để đảm bảo cho thị trấn Ngọc Lặc mở rộng tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong tương lai, tương xứng với vị thế là đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc nói chung và thị trấn Ngọc Lặc mở rộng nói riêng
sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực nhằm hoàn thiện các cái hạ tầng của cái đô thị loại 4 ấy. Trong cái kế hoạch đầu tư công trung hạn 2015-2020, huyện cũng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cái dự án ODA vay của Chính phủ Pháp hơn 31 triệu euro để đầu tư cái kết cấu hạ tầng kỹ thuật, bao gồm hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị và các cái tuyến đường kết nối trong đô thị. Ngoài ra thì các cái vốn ngân sách của tỉnh cũng đã có những dự án hỗ trợ để kết nối đô thị Ngọc Lạc với các cái huyện miền núi khác. Huyện cũng dành dụm các cái kinh phí từ các cái nguồn đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư một số các cái tuyến đường, hệ thống điện chiếu sáng trong đô thị. Về hạ tầng kiến trúc thì hiện nay huyện cũng đang tập trung kêu gọi đầu tư những các cái công trình kiến trúc trọng điểm của huyện, ví dụ như là cái trung tâm thương mại, rồi cái khu liên hợp, khách sạn, siêu thị, nhà hàng ở những các cái trung tâm về điểm nhấn kiến trúc trong đô thị. Ngoài ra thì huyện cũng tiếp tục quan tâm và đầu tư mạnh và kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư những các cái hạ tầng về du lịch, dịch vụ, đặc biệt là cái du lịch suối khoáng nước tắm, khoáng nước nóng và cái khu du lịch văn hóa, không gian các văn hóa các dân tộc miền núi. Triển khai 6 chương trình đồng bộ trên các lĩnh vực sau. Chương trình 1: hoàn thiện quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành. Chương trình 2: phát triển dân số và lao động trên địa bàn đô thị. Chương trình 3: cải tạo môi trường để thu hút đầu tư. Chương trình 4: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị. Chương trình 5: cải tạo chỉnh trang, nâng cao chất lượng kiến trúc cảnh quan đô thị. Chương trình 6: đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý đô thị. Thị trấn Ngọc Lặc, một đô thị năng động bước ra từ bề dày lịch sử, đang xây dựng những tiền đề vững chắc và tiến bước tương lai. Rồi đây, nhắc tới thị trấn Ngọc Lặc sẽ là nhắc tới một đô thị văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật của vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa, là đầu tàu đưa kinh tế vùng miền núi phía Tây vững bước đi lên.